Em đang chiều trên đồi ngắm hoàng hôn các bạn ạ. Mình sẽ đi tiếp lên trên này. Hôm nay hai anh em mình lại đi rừng các bạn ạ. Hôm nay là xác định là đi tìm những cái gốc lúa thôi. Đi xem có những gốc lúa nào có hình dáng đẹp ấy, thì lấy về mình ghép phong lan tiếp. Bây giờ lại chui qua cái chỗ rừng thưa này. Hôm nay trời mưa ướt quá. Hai anh em mình sẽ lấy gốc lúa ở trên này các bạn ạ. Ở trên giữa lưng chừng đồi này. Lần trước chú Cương thấy trước rồi, bây giờ rủ mình đi lấy có 2-3 gốc gì đấy. Sẽ lấy mỗi người 1 gốc. Ở trên kia cây cũng còn tương đối là có nhiều cây to. Kia có hai cây cao kia. Bây giờ mình sẽ phải chui lên tán rừng này. Trên đường đi mình có gặp một cái cây có những bông hoa, có những quả tím các bạn ạ. Quả nó đang màu tím đây, xong rồi bông nó màu vàng, bông nhỏ thôi. Quả tím nhìn cũng rõ là đẹp. Lá của cây này đây. Trời mưa ra cái chỗ này hơi ướt một tí. Hôm nay đi rừng đúng hôm mà trời mưa. Thế là mình sau một quãng thời gian leo lên trên lưng chừng đồi này, mình đã gặp được một gốc cây các bạn ạ. Gốc cây đây, đây là gốc lim đất nhá. Gốc lim đất đây các bạn ạ. Đây là chỉ còn cái lõi của nó thôi. Gốc này chắc là cũng lâu năm rồi. Đây, còn một lõi đẹp đấy. Nhìn cũng bóng đẹp nhá, đen xì nhá. Cái lim đất thường hay màu đen như vậy. Nên mình sẽ đào lấy cái gốc này. Cái chỗ này là có thể cho dớn, là cho giá thể vào trồng cây lan ở đây sẽ rất là đẹp. Còn đoạn dưới này sẽ là làm cái bệ bằng xi măng lên. Đấy, gốc lim đất đấy các bạn ạ. Đây, mình sẽ đào lấy. Phải đào bằng cái lấy cây về đào. Hôm nay đi không biết ai mang thuốc đi rồi. Nhưng mà đất này mềm chắc là đào cũng dễ thôi. Rồi đi vội vàng thế nào quên mất cái thuồng này. Sao lên rồi? Thuồng thằng anh lấy đi làm. Cái nông cụ lên sắm hết thật. Lúc thì kiến đem dưới dưới này. Không phải đẹp đấy nhỉ. Có vẻ nó dài xuống. Đây cái rễ của nó dài tít tận đây này. Đây trước đi đâu mà tìm thấy gốc này? Nó lên tìm lan. Chỗ này mình chưa tìm nhỉ. Tìm mấy sâu to này. Nhưng mà toàn đôi cáo nhịn. Có đôi cáo lấy chưa? Điều lấy. Trên này có cây đôi cáo à? Cáo nhịn nhịn lá. Thấy dài. Mùa ra hoa rồi đó. Cây gỗ sau này còn to nhỉ? Ừ. Ui, cây này. Đây, đến. Là to. Đến đây nhưng mà khều cái đất đá đi mới cắt được. Đi. Sao lên nữa cửa đá đáo này đi nhanh nhỉ. Em à, cẩn thận đấy, ngã xuống đấy. Nó bật lên là người ngã không đấy. Sao lên rồi? Nhanh đấy nhỉ. Tớ lấy dao hỏng dao ấy. Có hòn đá. Cái đấy chặt lên đi, chặt lên đi.
dài con này. Đây thôi. Lên đây đi, lên đây đi. Thôi, đến đây thôi. Dài thế, dài tí bác khó. Nó đang cong à, cái này đoạn này. Đẹp này. Đây đâu, nó chỉ ra một tí thôi. Ở đây đây. Đây nó. Cứng luôn. Cứng dưới cái lõi nó cứng luôn. Lên rồi, lên này, lên này. Lên này. Lên này. Ui, nó đẹp thế này các bạn, nhìn này, đâu có còn. Lên này. Ui, nhìn. Ôn một thằng ghế. Ồ, ui, đẹp thôi các bạn. Ồ. Ui dù lên đẹp. Đấy mà nước xịt ra rồi em đánh phim phun cách ni phát quất nhìn ngẹp. Ui dù giống sừng sừng hươu nhỉ. Cái đẹp thế này cơ mà. Đẹp thế này cơ mà. Chú Cường ạ. Ui cái này còn bóng quá nhỉ, con gì ăn à? Ừ. Chắc mối ăn đấy cái này. Chắc là mối. Ờ khu này đẹp này cơ mà. Ví dụ nhỉ. Phúc ơi. Giống cái đầu con hươu mới này. Khu ở trên nó cao còn còn đi sao? Đi khá khá trăm mét đấy. Đây cái này bóng loáng này mà đẹp mà. Kiểu nó trời mưa kiểu nó mòn đi à nhỉ. Nhìn này, ui dồi. Chút ngán thôi nhỉ. Chắc còn mối nhỉ, mối ăn nhỉ. Tổ mối qua vòng qua đấy. Đào xong khúc này rồi các bạn ạ. Cứ để tạm đây đã. Anh em mình lại đi lên trên đào một khúc ở trên nữa. Một cái. Các bạn xem cây gỗ này nó to này cơ mà. To này nhưng mà cây này bị sét đánh chết đi một cành rồi. Còn chỉ còn lại cành bên này thôi. Mình ở chỗ này cũng có một cây lá giang đây. Đây cả là cây lá giang này các bạn. Mình sẽ đi tiếp lên trên này. Hiện tại bây giờ mình đang đứng đây là 4 giờ kém các bạn ạ. Trời vừa mưa xong, bây giờ là đang là 4 giờ kém. Ánh nắng buổi chiều đang rất là chói chang đây các bạn xem đây. Dưới những tán cây tùm ánh nắng xuyên qua tán cây rọi xuống rừng đấy các bạn xem là ánh nắng đẹp thế này cơ mà. Nó chói xuống đây. Đây là chỗ mình đứng ánh nắng đang chói trực tiếp lên. Nhìn nè, đẹp chưa? Xung quanh đây là những tán rừng tùm nhá. Ánh nắng chiều nó rọi xuống đây này. Ánh nắng chiều trên đồi ngắm hoàng hôn các bạn ạ. Mình sẽ đi tiếp lên trên này. Ôi, mệt quá trời lên đây. Đâu? Cô kia đâu? Chiều sau cơn mưa trong rừng các bạn ơi, đâm ra những con chim nó lại nô nức đi kiếm ăn trước khi trời tối nó tìm chỗ ngủ. Chúng ta có thể nghe được rõ rất là nhiều tiếng hót của các loài chim. Trời vừa mưa xong đâm ra các bạn có thể thấy những cái hơi nước này vẫn còn nó hơi mờ mờ ở trong cái máy quay của mình ấy. Ánh nắng lại cũng vừa lên nữa. Nhưng mà sau cơn mưa thì ánh nắng thường rất là chói mạnh. Đây là nắng buổi chiều mình đang ở. Mình đã trèo lên trên đỉnh ngọn đồi, chỗ này khá bằng phẳng đây. Cây cối cũng tương đối là quang đáng. Chỗ này nhìn cũng khá là đẹp đấy các bạn. Cảm giác như là rừng rậm Nam Mỹ ấy.
Mình sẽ đi theo cái lối mòn này, sẽ đi tìm đào thêm một gốc ở trong kia nữa. Cũng sắp đến nơi. Mà con nhện rõ là to này, rất là nguy hiểm đấy, con nhện này các bạn. Cắn vào là đau, sưng to. Các bạn đi rừng để ý những con nhện này, đừng để nó cắn đấy. Cắn sẽ rất là đau, sưng rất là to. Mình sẽ mình đến nơi cái khúc gỗ lúa này các bạn. Đây khúc này đây này. Khúc này cũng khá là cao đấy. Cao tít ở trên kia mà. Nhưng chắc chỉ lấy được đoạn gốc thôi. Đây. Cũng là cây lim đất các bạn nhé. Đây cũng là cây lim đất nhé. Lõi của cây lim đất. Anh em mình lại đào lấy khúc này. Lại gặp cái phong lan này cơ. Đây này, nhưng mà đôi nhện thôi, cái này. Những cây nhện này rất là nhiều. Không có giá trị hoa nó. Cây này chỉ cây lá thôi. Nó không có dốc, độ dốc. Cái mối làm tủ. Đi đâu cũng phải hương muối các bạn ạ. Vào rừng ấy con muối nhiều lắm. Đây mình lại đốt hương muối đây. Khúc này xem ra đào khó hơn đây. Con muối nó hay làm tổ những cái gốc này nhỉ. Nó mục à. Thích ăn vỏ. Vỏ cái mục à. Cái gốc này thế mà không có cái nấm linh chi nào nhỉ. Cái gốc này có tổ muối này bị lún xuống này. Cường ạ. Này, lún xuống sâu này các bạn. Thảo nên tới đẹp. Đẹp áo phần cắt bẻ nên lâu đóng ghép mần nó quá. Có tổ mọt tổ muối này. Đào như người ta đến. Tối nay còn đi lấy ấy mà cám lợn rồi. Cái này không làm không? Làm đi. Xón. Xón đi quấn. Mí này, mít tơn mí này. Mí sẵn nhá. Chúng ta này nặng cắt bánh nhưng mà cũng không. Cây em mới tặng thêm tao ốc. Cắt chắc cái gì này. Lấy cây này cũng cắt chắc quá. Đứt rồi.
Rồi. Đấy, đẹp này các bạn. Ừ. Phải nhẹ đấy. Ừ. Mỗi chén tí nước kia lạnh. Ừ. Nước kia. Lớp nó đổ lên. Có ba sừng, bốn sừng. Ai, giống cái gì à? Cái này giống cái gì à? Nếu con chà chàm ấy nhỉ. Mệt quá phải nghỉ sữa đường. Sao đến nhà đi một đoạn thôi.